Ok. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, hôm nay em có giới thiệu đến mọi người một cái cây Catastum. Catastum là cái dòng Catastum này thì nó có gốc từ các rừng khác chứ không phải của Việt Nam. Nhưng đây thì là một cái chậu Catastum hoa màu xanh tuyền. Xanh họng xanh. Đây mọi người có thể thấy. Em sẽ giới thiệu đến cái vấn đề đó chính là cái bông hoa của nó. Khá là chi tiết, mình sẽ vào một chút đó. Bây giờ thì em giới thiệu qua sơ qua về tổng thể về cái cây này và cái tên gọi của nó. Thì chúng ta chơi những cái dòng lan này ấy, thì chúng ta nên biết các tên khoa học của nó và các tên Việt Nam. Nhưng thực ra thì những cái dòng Catastum này ấy, thì nó không được có tên ở Việt Nam và gần như không có, và mọi người chủ yếu là gọi theo màu thôi, màu sắc của hoa thôi. Thì như cây này thì người ta gọi là cây xanh tuyền bởi vì là họng cũng xanh, nhưng nó có tên khoa học. Tên khoa học của nó là Catastum black zea, là cái cây cây này. Thì mọi người có thể tra Google là có thể, hoặc là tìm hiểu trên đâu đó thì sẽ thấy được cây này. Thì cây này thì nó được lai từ hai cây ra, thì nó lai được cái cây được lai từ hai cái giống, đó chính là Catastum expansum và cái cây Crassia russiliana. Thì em có sẽ có viết tên đầy đủ để mọi người có thể tìm hiểu và nghiên cứu về một cái giống lan Catastum này. Bởi vì là cái dòng Catastum này thì là không phải là ai người ta cũng biết và chơi và tìm hiểu những cái dòng này. Bởi vì cây này thì nó khá là khó khó nhớ được tên, nên là chúng ta đa phần là gọi tên theo kiểu mặt hoa thôi. Về Việt Nam mình hoa nào gọi thế, như kiểu phi điệp ấy. Phi điệp cánh bầu thì gọi cánh bầu, hoặc cánh mai, mắt cua kết đấy, đại vậy. Nhưng dòng Catastum này thì là được thế giới người ta biết đến rất là nhiều. Và rất là nhiều cây mà có thể nói là rất là đẹp. Nhưng nó có những cái đặc điểm chung và có những cái khuôn hình yếu tố chung về thân lá, về những cái đặc điểm riêng của nó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người để mọi người chúng ta có thể cùng biết thêm về cái dòng Catastum này. Thì đây em giới thiệu về cái sơ qua về cái dòng này, đó chính là dòng củ rất là to. Đây mọi người thấy củ rất là to bự. Củ rất to, và nó thường thì là cái củ này thì nó sẽ ra mầm vào đầu năm. Thường đa phần là như vậy, có nghĩa là những cái củ trọc này thì nó sẽ ra mầm và nó sẽ có lá thì lớn lên to như này. Đấy, xong cuối năm đây thì nó to thành trưởng thành đây, xong nó thì ra hoa vào cái mùa này. Cái mùa này là dịp tháng 9 thì cũng là dịp rất là ít hoa. Thì mọi người có thể chơi những cái dòng này để sưu tầm cho nó nở hoa quanh năm, để cái vườn nhà mình được phong phú hơn. Thì cái dòng Catastum này thì là gọi là Catastum, mình cứ hay gọi là Catastum, có nghĩa là hoa nó sẽ ra ở gốc này. Mọi người thấy hoa là ra gần như là ở dưới gốc hết. Đây, sát gốc nhá. Còn cái loại mà ở trên củ này thì gọi là thiên nga. Nếu mà Việt Nam mình cứ hay phân biệt như thế là dễ nhất. Dòng Catastum này thì là mình hoa dưới gốc, sát gốc. Còn dòng thiên nga thì hoa ở trên. Đây nó vẫn còn nụ này. Thì cái cây Catastum này thì về thân lá của nó ấy, thì chúng ta cũng rất là dễ nhận diện. Nó cũng như là những cái dòng khác. Nếu với cái thân mà dạng chấm tím hoặc là thân có phẩy ấy, thì nó sẽ là đa phần nó sẽ là cây màu, các loại màu, màu tím, màu chấm, rồi đốm, rồi vàng, rồi các loại. Nói chung rất là nhiều. Cái này thì là hoa xanh nên là thân lá của nó xanh. Nó xanh và có gân xanh rất là nhiều đây. Đấy, thân lá xanh và không có chấm gì cả. Những cái chấm này là chấm bị bệnh ngày trước, như kiểu bị dì sắt, đốm lá gì đó. Đây rất là nhiều. Nhưng mà cái dòng này thì không ngại, quan ngại về cái vấn đề đó, mà cái vấn đề là cái lá đằng nào nó cũng rụng, nó cũng như phi điệp ấy. Khi các bác bị đốm lá thì tốt nhất là cắt đi để cho đẹp, hoặc là nếu mà không thì kệ, cứ nuôi chả sao cả. Bởi vì lá đằng nào sớm muộn nó cũng rụng, chứ nó không phải như dòng kiếm hay là dòng tam bảo sắc hay là dòng quế đai châu thì nó khác, thì mình phải giữ bộ lá của nó để cho đẹp. Thì đấy là cái thân của nó. Cái thân của nó màu là xanh, xanh trắng, và thân của nó cao có thể dài tối đa là 3-40 cm. Như cái này ở đây nó dài khoảng 30 cm rồi. Đấy, như cái củ này là dài khoảng 30 cm. Và những cái củ ngắn này cũng thế, thì nó dài khoảng 10 cm. Nhưng thực ra ấy, để mà nói là củ nó trưởng thành thì nó sẽ ra hoa. Bởi vì thường cái dòng Catastum này nó rất là dễ hoa.
nó không khó hoa đâu. Chỉ cần nó khoảng từ trưởng thành và nhiều nắng. Chúng ta cứ hiểu nôm na là cây nhiều nắng, củ tròn ấy, trưởng thành nhiều nắng thì nó sẽ là ra hoa rất dễ. Chỉ tầm củ chỉ cần cao tầm này hoặc nhỏ hơn này, tầm nhỏ này cũng có này, tầm nhỏ cao tầm 10, 15 xăng cũng có thể hoa được. Quan trọng do mình nuôi nhiều nắng ít nắng. Và cái độ to của nó thì nó hoa rất là, cái thân củ nó rất to. Củ của nó thì đường kính củ của nó thì nó khoảng đường kính củ của nó khoảng từ 3-5 cm, củ rất to, thân lá rất đẹp, lá của nó thì rất là dài, đây mọi người thấy dài to lắm đấy, dài rất là to đây, nó dài khoảng tầm độ 5-60 cm và lá nó khoảng 8-12 cm, nó rất to. Một cái củ này của nó thường nó khoảng rơi vào từ 7-10 lá, đây như đây cái này thì có khoảng 8 lá này đấy, thì như cái củ này 2-4-6-8-9 lá như cái củ này, cái củ rất to. Nôm na là củ rất to. Đấy. Còn cái hoa của nó thì hoa của nó ra vào dịp là chúng ta có thể gọi từ tháng 7 đi. Bởi vì tháng 7 cũng có rất rất nhiều cây nở, nhưng nó nở thường nó sẽ ít. Nhưng mà mùa của nó dài như vậy, có nghĩa là không phải lúc nào là nó cũng sẽ nở vào tháng 9 này. Có thể sang năm cái cây xanh của anh chị nở tháng 8 mới nở rồi, hoặc tháng 10 mới nở. Đấy là do mình nuôi. Hoặc cái dòng cát tum, nhìn chung là dòng cát tum ấy, nôm na nó như vậy. Còn thì cái biên độ dao động của nó thì rất lớn, nó rơi đến tầm độ tháng riêng, tháng 2, tháng 5 vẫn có hoa. Đấy là về cái dòng cát tum này. Dòng cát tum này rất là hay và đa dạng. Tháng riêng, tháng 2, tháng 5 cũng có thể có hoa được. Bởi vì đến lúc đấy thì từ giờ đến Tết thì mình gần như là có rất là ít cái loại mà ra hoa để chơi Tết. Thế nên là loại này cũng là một trong những loại là mình mà em thấy là đáng chơi trong cái mùa năm nay. Có nghĩa là nhiều quanh năm thì mùa này là cái mùa rất là cần những cái cây này để mình chơi. Thì đây thì em giới thiệu về hoa của nó, thân lá, xong bây giờ đến hoa. Hoa của nó thì luôn luôn ra ở dưới gốc này, gần sát gốc, thường thì ít khi nó lên đến chỗ tay em này đó. Đấy, nó cũng có thể lên đến chỗ tay này nhưng mà ít hơn, thường nó sẽ ra ở sát gốc, gần gốc. Đấy, mọi người thấy gần như đa phần nó nằm ở gốc này. Đấy, và chùm hoa của nó khá là dài. Chùm hoa như cây này thì chưa nuôi được đạt lắm, bởi vì cũng là một phần nó là do điều kiện chăm ấy. Đấy, thì như cây này thì nó là cần hoa dài khoảng 50-60 cm tối đa, có thể là 70, nhưng mà thường thì cái xác suất nuôi được như vậy rất là ít, và thường chỉ tầm này. Tầm này đấy, em thấy rất là đẹp rồi. Thường thì nó sẽ dài hơn cái củ một chút, chúng ta cứ hiểu nôm na là như vậy. Thường thì những cái dòng củ ấy thì hoa nó đa phần nó kiểu dạng dạng xêm xêm với củ của nó thôi. Củ nó dài tối đa 40 thì cần hoa của nó chỉ hơn một chút thôi, có thể là 50 hoặc 60 là tùy mình chăm, nhưng cũng có thể là nhỏ hơn. Cái đấy phụ thuộc rất là nhiều vào mình chăm sóc. Củ to đấy, nhưng mà đôi khi là nó là cũng phụ thuộc vào gen rất là nhiều. Bởi vì những cái cây này mà nó có một số cây ấy mà cần hoa là ngắn sẵn ấy. Như cây ví dụ như cây cát tum gừng ấy. Đấy, cái đấy rất là nhiều người biết đúng không ạ? Cái đấy thì em nói là cái cây đấy nó cần hoa thì nó củ ngắn ấy, cần hoa là ngắn. Ví dụ vậy. Hoặc là một số cái dòng như là dòng cát tum khác mà nó đại trà hơn. Ví dụ như là cái cây, các anh chị có thể thấy là cái cây đen ngày trước rất là ít, nhưng bây giờ thì hàng Đài Loan về rất là nhiều. Hoặc là những cây nấu chấm, những cái cây hàng cát tum mà nổi tiếng thì mọi người có thể sưu tầm. Thì đây em giới thiệu về cái con rơi, con giết các thứ. Đại loại nó rất là nhiều loại. Nhưng mà đây thì em giới thiệu về cái thêm về cái bông hoa của nó. Thì cái cần hoa của nó là dài như thế rồi. Đây là bông hoa của nó. Bông hoa của nó, đường kính của bông hoa nó dài khoảng từ 5-7 cm, có thể to hơn. Đây, như cái bông này thì nó khoảng tầm 5 cm. Đấy, nhưng bông rất là to, màu xanh rất đẹp. Đây bên này là một bông nó đang chuẩn bị tàn. Đấy, thì nó chuyển sang màu vàng. Thường thì cây nào cũng thế thôi, hoa xanh nở ra tàn thì nó sẽ màu vàng. Cây này là một cây rất là đẹp. Và cái cây này thì nó có tên, đã có tên thương mại. Nó là hai cây lai. Thì hồi nãy em cũng nói với anh chị để mọi người có thể chúng ta là tìm và sưu tầm xem mà có nhà ai thì mình sưu tầm cái giống này. Cái giống này là một giống rất đẹp. Thì cái cây Crossetum Black Set này thì được rất là nhiều người biết đến rồi. Nhưng mà nó vẫn còn hạn hẹp ở nước Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta vẫn còn rất là ít người chơi dòng Catastum này. Thì em cũng đang sưu tầm và năm nay sẽ cố gắng giới thiệu cho anh chị nhiều dòng Catastum khác mà nó đẹp và chúng ta có thể trồng được.
quan trọng nó trồng và đẹp và nở hoa. Và cái mùa này thì chúng ta có rất là ít hoa hàng rừng thì gần như là không có. Thế nên là phải chơi vào những cái dòng này. Đấy. Thì em cũng nói rất là chi tiết ở nhiều cái bài viết ở cái hoặc là những cái video ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy. Thì cái kênh, trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa này thì cây nào em cũng nói rất là chi tiết. Mọi người có thể sưu tầm thêm và tham khảo thêm ở trên những cái bài viết khác. Từ những cái dòng lan, có thể là lan đột biến hay là lan công nghiệp, hay lan rừng, hay lan kiếm, hay là các loại. Những cái cây nào mà thực sự là nó có tên và được nhiều người công nhận hoặc thế giới công nhận là em sẽ làm những cái cây này. Còn những cái cây mà nó ít người đặt tên ấy, hoặc là ít người biết đến ấy, mà nó không thực sự là có sự khác biệt lớn ấy, thì em sẽ không làm. Nên mọi người có thể tham khảo thêm. Em cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em, và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Nhưng hôm nay là có một cái cây này là em cũng rất là cảm thấy rất là đẹp, thì cũng muốn anh chị ngắm và tham khảo. Tương lai chúng ta chơi những cái dòng hoa lan rất là đẹp, hoặc là những cái dòng khác. Cảm ơn anh chị. Xin chào tất cả mọi người.